Xin chào bà con và các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong là kênh luôn chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế làm vườn và chăm sóc cây trồng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bà con một video về cách chuyển đổi ghép cây mắc ca sang cây nhãn để thử xem cây mắc ca có sống được ở trên gốc cây nhãn hay không. Nếu sống được thì cây mắc ca sẽ phát triển khỏe mạnh hơn vì bộ rễ của cây nhãn nó sẽ phát triển khỏe mạnh hơn. Và đây là hai cành mắc ca mình xin về đây mọi người. Bây giờ mình sẽ thực hiện, mình ghép mọi người nhá, mọi người cùng xem.